giờ chịu đọc sách đâu mà biết. Anh đó rảnh đó thì chịu học khôn chút đi. Người ta thả con tép là bắt con tôm, có vậy mà cũng không biết nữa. Tới con tôm nó còn biết cái chuyện này. Trời ơi, mày suy nghĩ thì năng lực đâu mày làm phó giám đốc công ty. Coi lại mình đi. Tại vì chú ở chung với cô và ông mà con thấy chú bị ăn hiếp hoài à. Hồi trước á, con cứ nghĩ chú là người làm công á, giống như chú tài xế vậy. Mạnh mẽ lên nha chú. Con chịu hết nổi rồi. Thả con tép, chắc gì bắt được con tôm. Lỡ nó chạy mất luôn thì sao? Lúc nào mà cũng coi thường con hết vậy? Còn cô nữa, thấy tôi không nói gì hết, lúc nào cũng lên đầu cổ tôi ngồi. Thì vừa phải phải thôi chứ, tôi là chồng của cô mà. Còn ba, lúc nào mà cũng chê bai con, ba khi dễ con. Vậy ba tưởng chắc là con hài lòng những chuyện ba làm lắm hả? Ngay cái chuyện đơn giản thôi, cả nhà ăn cơm mà ba cũng không tôn trọng con nữa. Ba thả bơm vô tội vạ, ba thả mỗi lúc mọi nơi. Ba có biết phép lịch sự là cái gì không? Mày nói ai biết giữ phép lịch sự? Con cũng là con rể, cũng là con thành viên trong gia đình này. Bây giờ con yêu cầu ba phải tôn trọng, phải nói chuyện lịch sự với con. Cái gì? Bữa nay anh ăn răng thầm hả? Anh nói cái gì? Mày nói vừa nói cái gì đó hả? Mày điên hả? Anh nói lại cho tôi nghe coi. Con xin lỗi ba. Xin lỗi vợ. Trúng tay rồi hả? Sao nó đeo cái đó vậy? Tại anh thấy có lỗi cho nên tự trừng phạt mình đó ba. Thiệt là bánh. Ba, nó phải đưa. Mày bủng xỉn với ba mày vậy hả? Ba muốn ăn cái gì? Ông bồ quế. Nguyên, con ăn cái gì? Dạ con mì xào giòn. Làm chi? Dạ con muốn ăn cái gì? Dạ con muốn ăn bún thịt nướng. Quang, còn con? Dạ con ăn phở chay. Phở chay? Dạ. Anh ơi, anh muốn ăn cái gì? Cơm tấm sườn mì chả, nước mắm không ớt nha, cơm thêm càng tốt. Cảm ơn. Và chú ấy đã làm như vậy suốt mấy ngày liền, cho tới một ngày. Câu đầu tiên sau khi chú ấy tháo khẩu trang ra, con xin lỗi ba. Ê! Dạ chú. Con thấy chú làm sao? Dạ sao là sao chú?
Ý là con nhìn chú mặc nguyên bộ đồ nè, con thấy chú đẹp không? Dạ, chú mặc đẹp lắm. Phải hả? Dạ. Sao giống như con khen cho có vậy? Con nói không có chút thành ý gì đó. Bây giờ con nhìn thẳng vô chú nè ha. Con nói đi, nhìn chú giống ai? Con nhìn chú giống Tom Cruise hay là giống shipper? Con cứ nói thiệt đi, nhìn chú giống ai? Dạ, con đâu có biết Tom Cruise là ai đâu. Mà cũng không có shipper nào mặc như chú hết. Nhìn chú giống ninja rùa hơn á. Cái gì? Dạ. Ý con nói là chú ăn mặc gì giống như phim hoạt hình vậy hả? Dạ không, con không có ý đó đâu. Tại chú kêu con nói thiệt mà. Nói thiệt thiếu gì lời nữa nói thiệt. Ý con nói chú giống ninja rùa là cái mặt chú ngu như con rùa vậy hả? Con không có ý đó đâu chú. Con xin lỗi chú. Con nhỏ này thiệt tình. Anh đang làm cái gì đó? Dạ, con mới về. Đâu có làm gì đâu. Anh muốn ôm lại kỷ niệm xưa thôi. Kỷ niệm gì mà mặc bộ đồ này? Tháo bộ đồ này ra. Thôi mà, anh chỉ muốn lái mô tô thôi mà. Không có mô tô gì hết đó. Em nói là cởi bộ đồ này ra. Thôi mà em, anh lái mô tô nhìn anh hoài phong lắm luôn á. Thiệt á, nhìn anh phong độ lắm á. Em không thấy điều đó hả? Em, anh lái mô tô đẹp mà ha. Anh mặc bộ đồ này đẹp ha. Em đã nói là cởi bộ đồ này ra. Anh quên hết những gì anh hứa với em rồi hả? Làm gì đây vậy? Ủa ai vậy anh Ngọc? Im! Anh nói là anh mua mô tô. Anh mua mô tô là để chở gái đó hả? Không 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 không, không phải vậy đâu. Đây là Nhi, là đàn em khóa dưới của anh á. Cái chân của cổ bị đau cho nên nhờ anh chở tới bệnh viện. Chứ không phải gì đâu, đúng vậy không Nhi? Dạ đúng rồi, nhưng mà chị là ai vậy? Tao là bà nội của mày nè, bà giật bố nó hả con quỷ. Ê, bỏ hả? Anh đang nghĩ em mà thôi. Ui da. Bình tĩnh lại. Nè, tôi nói cho anh biết chưa? Hôm nay anh chọn đi. Một là tôi, hai là mô tô. Em với mô tô liên quan gì tiền bắt anh chọn? Từ từ, sao chị với nhà bắt chọn? Để đấu tranh tư tưởng đó coi. Tôi đếm tới ba, mà anh không chọn là anh biết tay tôi. Một. Em có chắc chắn chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ lắm rồi. Được. Là anh chọn đó nghe chưa? Ừ. Chở anh về hả? Gì vậy? Kể từ bây giờ, suốt cuộc đời còn lại của anh không bao giờ được đụng chơi chiếc mô tô nào nữa. Sai! Anh còn nhớ lời hứa với em không? Anh muốn lái mô tô, anh muốn lái mô tô. Trời ơi, mình ngu vậy không biết. Anh nói cái gì? Bây giờ anh có rảnh không? Tôi hỏi là bây giờ anh có rảnh không? Ủa, xe máy này của ông Nguyên nó mượn mà. Sao lại để đây? Cái thằng này không cất xe cẩn thận gì hết. Anh đang làm gì đó? Hèn chi mà đợi hoài không thấy vô. Thì ra là ở đây thử chiếc xe máy đó đó hả? Tại anh thấy chiếc xe nó để đây sẵn có chìa khóa trong xe nè. Cho nên anh định đề thử thôi à. Thằng Nguyên này thiệt tình á. Kêu đem trả chiếc xe máy mà cứ để đó hoài à. Em. Gì? Sẵn chiếc xe để đây anh mượn anh chạy vòng vòng trong khu nhà mình chút nha. Anh định chạy nữa hả? Tại
xe này xe máy mà, chứ đâu phải xe mô tô đâu. Anh chạy một chút thôi. Anh muốn lái lắm hả? Vậy thì lái đi. Tiền hả? Rồi sẵn tiền á, lái thẳng tới tòa ký đơn ly hôn luôn là vừa. Tập hồ sơ màu cam hả? Rồi nè, chị thấy rồi nè. Vậy tối nay chị đem xuống bệnh viện Tâm Đức với Bình Chánh giùm em nha. Tại em có cuộc hội thảo á, gấp gấp giùm em nha chị. Chị biết rồi. Tâm Ý, Tâm Ý, khoan đã, khoan đã. Dạ. Nè, nè, nè. Cô tính đi siêu thị hả? Dạ. Khoan đã, khoan đi. Chú sĩ đang cần bộ hồ sơ này gấp. Nè, con ra đầu đường á, con đi xe ôm đi. Tới bệnh viện Tâm Đức ở huyện Bình Chánh nha. Nhớ nha, chú sĩ đang cần đó. Mà xe ôm biết đường không cô? Con không biết đường. Chắc là biết mà. Nè, chú Hai ngoài đầu đường á, chú rành đường lắm. Đi ra ngoài đó hỏi đi. Ờ, nè, Tâm Ý, để chú chở con đi cho. Chú biết bệnh viện nè, chú có tới một lần rồi. Anh sao vậy? Anh có biết ở ngoài lăng giờ cao điểm không? Kẹt xe như vậy mà đi xe hơi biết chừng nào mới tới. Thằng sĩ nó đang cần gấp kìa. Không sao đâu, anh đi xe máy được mà. Đi xe máy chừng 30 phút là tới à. Anh biết chỗ đó mà anh đi lẹ lắm. Cái gì? Đi lẹ lắm. Thôi được rồi. Nhưng mà nè, anh lái xe phải cẩn thận đó nghe chưa? Anh biết rồi, yên tâm đi. Chờ chú chút xíu nha. Ê nè, anh còn đi đâu nữa? Con thấy sao? Chạy xe không mát thấy vui không? Dạ, chú nói gì con không có nghe gì hết á. Trời ơi, tự nhiên bây giờ thèm ăn cốt lết. Thôi được rồi, chú tăng tốc nha, ôm chú vô. Con đâu có nói lạng với cái tô đâu. Yeah. Hun. Hun 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 hun. Dạ tâm sự nha anh. Dạ, dạ tạm biệt. Hồi chiều tới giờ anh làm gì ở ngoài đó vậy? Đâu có gì đâu. Bà nói với con là qua bên bển ký hợp đồng bao nhiêu lần rồi Ngọc? Sao vẫn chưa ký hả? Dạ con định ngày mai đi làm rồi đi luôn. Trời ơi sao mà lề mề quá vậy? Suýt chút nữa người ta là hủy hợp đồng rồi đó. Ủa vậy hả ba? Ờ, vậy hả ba? Cái chuyện nghiêm trọng gì mà cái mặt nó tỉnh bơ à? Nếu mà con thiếu trách nhiệm như vậy á, thì từ rày sắp tới ba sẽ không giao gì con làm nữa, biết không? Ba gấp trước đi ba. Mày gấp đi, mày gấp đi. Mày gấp, mày gấp mày ăn giỏng mày luôn đi. Hả? Ba này, trời đánh con tránh bữa ăn mà. Con thấy đó, cái thái độ nó vậy sao ba bực cho được. Con xin lỗi ba nha. Vậy cũng ăn được nữa hả? Chung lệ giờ bỏ. Để không là không nha. Đi mà em. Không có đi đâu hết á. Đi mà năn nỉ á. Không có đi. Đi. Không là không. Anh đi chút thôi anh về liền mà. Em nói không là không nha. Ở nhà là ở nhà nghe chưa? Cho anh đi xíu đi, anh đi ra đường hóng gió một chút thôi. Muốn hóng gió hả? Ừ. Đã chưa? Đã chưa? Đã chưa? Thôi, gió này ô nhiễm quá. Không có đi là không có đi. Nghĩ cho anh đi chút xíu thôi anh về liền á. À cô ơi. Cái gì vậy con? Dạ giờ con đi siêu thị sẵn một khăn giấy luôn nha cô. Vậy con đi đi. Dạ mà con đi bộ, con sợ tới đó trễ, siêu thị cũng sắp đóng cửa rồi. Cô cho chú chở con đi nha cô. Không. Nè bây giờ trễ quá thì thôi đi, ngày mai con hãy đi. Dạ mai trễ lắm. Dạ không được đâu cô, tại giấy vệ sinh ở lầu 2 hết rồi, với lại con còn đi mua đồ ăn cho cả tuần nữa, bây giờ không đi là không được đâu cô. Cô cho chú chở con đi đi, con chạy vô mua rồi con về liền. Dạ cô. Nếu vậy thì thôi đi đi, nhưng mà đi lẹ đó. Dạ chú đi thay đồ.
chú, dừng lại đi chú. Có chuyện gì ạ? Dạ, chú để con ở đây được rồi, lâu lâu mới được đi chơi mà. Chú đi chơi đi. Sao vậy? Dạ, thì tại con đi bộ là được rồi, chú cứ đi chơi cho khuây khỏa nha. Mà tầm một tiếng không chú? Để con đi siêu thị rồi ghé đây đợi chú luôn. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Vậy chú cho tranh thủ đi nhanh rồi về đây đợi con nha. Dạ, chú đi cẩn thận nha. Ừ. Tâm ý à? Dạ. Thôi, con đừng đi bộ nữa, lên xe chú chở đi cho nó nhanh. Từ đó giờ chú cháu mình không hiểu nhau, nhưng kể từ bây giờ, bất cứ có chuyện gì buồn, chú cháu mình sẽ chia sẻ cùng nhau nha. Lên xe đi. Dạ. Xong chưa? Dạ, rồi chú. Bây giờ chú cháu mình sẽ đi một chuyến cho khuây khỏa nè. Buồn. Con thấy thoải mái hơn chưa? Dạ, con thấy thoải mái rồi chú. Tâm ý à? Dạ. Từ đó giờ có khi nào con coi thường chú không? Dạ, con đâu có bao giờ coi thường chú đâu chú. Thiệt hả? Dạ, con nói thiệt mà. Con chưa bao giờ coi thường chú luôn. Dạ. Vậy mà chú cứ làm phiền con hoài, chú xin lỗi con nhiều nha. Dạ, không sao đâu chú. Vậy là từ bây giờ hai chú cháu mình sẽ là đôi bạn thân rất thân luôn ha. Dạ. Dạ. Con cũng hát lớn giống như chú đi cho thoải mái. Dạ. Vậy bây giờ chú cháu mình sẽ đi chơi xả láng luôn. Yeah.